Kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Những mảnh đời luân lạc, phần 3, Sa mạc người. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Năm ấy, tôi vừa tròn 18 tuổi. Đối với nhiều đứa bạn cùng lớp, tuổi 18 là lớp tuổi đẹp nhất đời người. Chúng nó được cha mẹ lo cho ăn học đầy đủ, xe cộ, quần áo lúc nào cũng tươm tất và trong túi ít khi nào thiếu tiền. Đó cũng là cái tuổi mà bọn con gái luôn luôn quan tâm đến nhan sắc mình, bắt đầu rạo rực vì ánh nhìn khác lạ của bọn con trai. Nhưng đối với tôi, tuổi 18 đã đánh dấu một kỳ gian khổ nhất trong cuộc đời. Tôi phải rời xa gia đình, xa rời những chị em, người mẹ, người bà thân yêu của tôi. Tôi không thể ở lại miền quê nơi mình đã được sinh ra, dù cũng chẳng sung sướng gì để được tiếp tục đi học. Những người mang thân phận hai dòng máu hàng Việt như tôi, nếu muốn vào đại học sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Mẹ tôi nghèo, lấy đâu có một món tiền lớn để lo cho tôi vào những ngôi trường chỉ dành cho những người giàu có quyền lực. Gia đình tôi cũng không phải là gia đình có công với cách mạng hoặc có lý lịch trong sạch như những người khác. Chỉ cần một lời phê, một dòng chữ xác nhận mập mờ của địa phương, con đường học vấn của tôi coi như chấm dứt. Thôi thì đành chọn một cái nghề nào đó làm cu ly kiếm sống cho xong. Đó cũng là lý do chính để tôi phải khăn gói lên đường vào Sài Gòn, một mảnh đất luôn luôn hào hiệp đón người tứ xứ, với hy vọng rất mong manh là mình sẽ tìm ra con đường để vừa làm vừa học. Đêm đầu tiên, tôi phải ngủ lại ở sân ga xe lửa vì chuyến tàu từ miền Trung vào khá trễ. Từng đoàn người lết thết với tay xách nách mang theo những vật dụng lũ khủ, chăn màn, chiếu gối, nồi niêu son chảo. Những đứa trẻ ốm yếu gầy nhom với tiếng la khóc, gọi nhau ơi ơi. Sân ga như một bãi chợ trời và Sài Gòn lúc ấy bỗng trở thành một bãi rác khổng lồ, dung chứa đủ hạng người từ miền Bắc, miền Trung đổ vào kiếm sống. Tôi mướn một chiếc chiếu nhỏ với cái giá cắt cổ của một tay đầu nậu nào đó, trải lên một xó xỉn trong nhà ga, nơi đã được dành chỗ để cho thuê. Chung quanh tôi, từng hàng chiếu trải dài sắp lớp được những người thuê ngủ nằm ngồi ngổ ngang. Có người nằm xuống co quắp lại một lát, đã ngáy kho kho vì mệt. Có người ngồi bó gối trong đôi mắt lơ láo nhìn thiên hạ, không ngủ được vì sợ mất hành lý. Có người đứng lên ngồi xuống vì chờ đợi một người nào đó chưa thấy đến. Tất cả những cử chỉ, hành động, ngôn ngữ của con người bỗng chốc đều thể hiện ở nhà ga. Họ chờ đợi để đi lên những con tàu vô định. Tôi chợt nhớ tới hai câu thơ của một thi sĩ có lẽ đang rong chơi trong cuộc đời này. Một đời lận đận, đông rồi đếm, gối mỏi chồn chân, đứng lại ngồi, Bùi Gián. Tôi tưởng tượng giờ này nhà thơ ấy cũng còn lang thang trên những con đường vắng trong thành phố, miệng đang đọc lảm nhảm những câu thơ, nói về thân phận chuồn chuồn, châu chấu mà không ai hiểu nổi. Tôi đang mơ màng bỗng giật mình vì có ai đó đang vỗ nhẹ vào vai tôi, một cô gái. Không, có lẽ là một người đàn bà lớn hơn tôi vài tuổi, có gương mặt dễ nhìn, mái tóc quăng, làn da trắng, nhìn tôi cười cười nói. Nãy giờ chị đã để ý em nên mới tới làm quen. Em từ miền Trung vào Sài Gòn tìm việc làm phải không? Chị cũng dân miền Trung vào đây lập nghiệp đã lâu nên rất thương dân ngoài mình. Ở ngoài đây phức tạp quá, chị muốn mời em về nhà chị cũng ở gần đây. Mẹ tôi trước lúc tiễn tôi ra đi có dặn, con ra đường phải cẩn thận, đừng tin người lạ. Dân trong ấy là dân tứ xứ, sống bằng nghề lừa đảo, người tốt hiếm lắm. Nghe mẹ tôi nói vậy, nhưng tôi nghĩ mình là con trai, tài sản có mấy bộ quần áo và một ít tiền, đâu có gì để sợ bị người ta lường gạt. Biết đâu đây là một người tốt, có thể giúp mình ở nơi xứ lạ.
Tôi trả chiếu, xách cái túi vải theo người đàn bà, đi lanh quanh vào những con hẻm nhỏ gần nhà ga. Về căn gác trọ, người đàn bà nói tên chị là Xuyến. Vì bị người dượng ghẻ muốn làm hại, nên chị phải bỏ vào Nam kiếm sống khi mới 15 tuổi. Gần 15 năm rồi, đời chị biết bao thăng trầm, nhưng bây giờ chị đã trụ lại được trên mảnh đất này. Đôi khi nhớ quê, nhưng chị không muốn về vì còn sợ người dượng ghẻ. Căn gác của chị Xuyến ở trọ là một căn gác nhỏ, lối đi lên có cầu thang riêng đặt bên ngoài. Trên gác đặt một cái tủ đựng quần áo, một tấm nệm nhỏ trải trên sàn, một bộ bàn ghế với ly tách, mấy xô nước, chỗ nấu ăn với cái bếp dầu và mấy cái son nồi. Gác có buồng tắm, chỗ vệ sinh riêng ở bên cạnh. Chị Xuyến cho đây là chỗ ở lý tưởng của những người độc thân như chị. Đêm về khuya trời trở lạnh, tôi không muốn làm ồn chung quanh nên nói chuyện với chị Xuyến rất ít. Không tiện hỏi chị đang kiếm sống bằng nghề gì, tại sao chị lại tốt với tôi, kêu tôi về nhà để mai mối giới thiệu cho tôi làm phụ hồ. Tương lai tôi sẽ trả tiền trọ ra sao? Tôi cảm thấy mệt và buồn ngủ, nhưng chưa biết phải ngủ đâu. Chị Xuyến biểu, em cởi đồ dài, mặc đồ ngắn ngủ cho dễ, cứ nằm phía trong tấm nệm, đừng lo cho chị. Nói rồi, chị vào phòng vệ sinh thay đồ ngủ thật mỏng, xong tắt ngọn đèn nhỏ, đặt mình nằm xuống cạnh tôi. Tôi nằm im không dám cục cửa vì sợ đụng vào người chị. Nhưng cơ thể trắng trẻo lồ lộ trong bộ đồ vải mỏng trước lúc tắt điện đã ám ảnh đầu óc con trai mới lớn của tôi. Với dòng máu lai hàng Việt, hình như vấn đề tình dục của tôi rất mạnh. Chỉ cần hô tay sang là tôi đã ôm gọn cơ thể của người đàn bà vào lòng mình. Nhưng tôi không dám, sợ chị la lên và tống tôi ra đường. Tôi nằm im ru và giả bộ ngáy, làm như mình đã ngủ. Có lẽ đây là giây phút khốn khổ nhất của tôi. Thằng bé này chưa mừng ăn gì đã ngủ sớm quá, đúng là dân ở quê mới vào. Chị Xuyến nói lầm bầm trong miệng, giả vờ ngái ngủ gác chân sang người tôi, phà vào tai tôi những hơi thở nóng hổi như người ta thục bể lò rèn. Tim tôi đập thình thịch như tiếng trống xung trận, nhưng vẫn cố nằm im để thử xem người đàn bà này làm gì. Chị Xuyến lấy chân co lên co xuống trên người tôi, cho đến khi tôi bắt đầu cương cứng. Cảm giác này thật kỳ lạ, mạnh mẽ hơn cái cảm giác có lần tôi nhìn trộm một cô gái tắm khỏa thân. Nó lâng lâng ngàn ngạt, đôi lúc làm tôi phải rướn người lên, duỗi thẳng chân. Đồng thời tôi vẫn cảm giác thấy sợ hãi một điều gì đó mà mình chưa biết. Bàn tay nóng hổi của người đàn bà tiếp tục ve vuốt, đưa sâu vào trong quần lót của tôi, bóp nhẹ nhẹ. Chỗ ấy nóng như lửa, tôi nghĩ nó sẽ bốc cháy cả hai cơ thể của tôi và người đàn bà. Ve vuốt, sờ mó một chập, người đàn bà duỗi đầu vào bụng tôi, dùng tay hấp tấp kéo tuột chiếc quần đùi của tôi xuống và bắt đầu lấy lưỡi rà chung quanh và bú chùng chục như một em bé núc vú mẹ. Tôi rên lên ư ử, người đàn bà vừa thở hổn hển cũng vừa a a trong miệng như tiếng gầm của con mèo cái trong thời động dục. Khi người đàn bà ngồi lên trên người tôi, hòa quyện thân xác tôi vào người chị, vừa sung sướng vừa đau đớn, vỡ òa trong người tôi, khiến tôi kéo chặt cơ thể của người đàn bà áp sát vào ngực, vòng tay siết mạnh vào tấm lưng trần đầy mồ hôi, nhễ nhọi và tan vào hư không. Sau cái đêm ấy, tôi bị quăng ra đường, tiền bạc bị lột sạch, không còn một xu dính túi. Người đàn bà ấy đã dạy cho tôi bài học đầu tiên làm tôi không thể nào quên, là không có lòng tốt nào miễn phí, Sài Gòn là nơi mua bán mọi thứ. Nếu là con gái bị lừa như tôi, cuộc đời có lẽ đã sa chân vào chỗ xấu nhất. Nhưng là đàn ông, có lẽ tôi bị tổn thương về tinh thần nhiều hơn về thể xác. Những ngày sau đó, tôi cố gắng tìm đến những địa chỉ quen biết với mẹ tôi để nhờ họ giúp đỡ xin cho một việc làm.
Đa số những gia đình tôi gặp đều nhìn tôi lắc đầu, họ tìm một lý do chính đáng nào đó để tống tôi ra khỏi cửa. Thời buổi kinh tế khó khăn, có ngu mới đi rước thêm cục nợ vào nhà. Nhưng trong cái rủi luôn có cái may, tôi gặp được anh Tôn đang cần công phụ hồ. Anh Tôn nói, nhà anh rộng, ít người, em có thể ở đây đi làm. Thời gian đầu, tôi có thể giúp đỡ em ứng tiền để lo cơm nước. Lúc mới làm hơi mệt, làm riết em sẽ quen. Vạn sự khởi đầu nan, cố gắng lên em nhé. Tôi cố gắng hết sức theo anh Tôn đi phụ hồ. Công việc khá nặng nhọc, phải đưa gạch, mang từng xô hồ, chạy từ chỗ này sang chỗ khác theo tiếng gọi gắt gỏng của những người thợ xây. Ngày đầu tiên, tối về cơ thể mỏi nhừ, từng khớp xương rã rời như rớt ra từng khúc. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, tôi ngủ không biết trời trăng mây nước. Sau khi về phòng đặt lưng nằm xuống, tôi tưởng mình sắp bỏ cuộc vì không chịu đựng nổi công việc khá vất vả của kiếp phụ hồ. Anh Tôn khuyên tôi uống chút rượu với anh em vào mỗi buổi tối để giải mỏi cơ thể. Bên ly rượu khề khà với nhau, anh em luôn than vãn cảnh đời cơ cực của người thợ hồ. Nhưng biết làm sao được khi cát sỏi đã biến thành cõi xác, một nơi bóc sức lột lao động của con người trong tận cùng xương tủy. Nhờ công việc phụ hồ, tôi mới hiểu vì sao đa số những người lao động chân tay đã biến thành bợm nhậu. Họ dùng rượu ban đầu để cơ thể đỡ mỏi mệt, sau thành thói quen, dùng rượu để quên mình, chửi đời cho sướng. Sống trong những ngôi biệt thự tráng lệ, đi qua những tòa nhà cao ngất, bạn có bao giờ nhớ đến những người thợ xây? Tôi thường nhớ đến lời một người Pháp nào đó ghi trong phòng vệ sinh công cộng ở Paris, được một triết gia Việt Nam là Phạm Công Thiện trích lại. Người nào đã xây dựng phòng vệ sinh này còn có công lớn hơn Tổng thống De Gaulle xây dựng nước Pháp. Làm việc một thời gian để giành được một món tiền kha khá, tôi nghĩ đến việc học. Mẹ tôi báo tin có một trường vừa học vừa làm mới mở dành cho con lai Hàn Quốc của một vị mục sư từ bên Hàn Quốc qua làm công tác nhân đạo. Con nên ghi tên vào học để có được một cái nghề độ thân. Tôi bàn với anh Tôn, anh nói em có thể vừa học vừa làm. Tôi ghi tên học tiếng Hàn Quốc để biết ngôn ngữ của bố tôi, một người cha Hàn Quốc mà tôi chưa hề gặp mặt. Mẹ tôi kể, cha tôi là một hạ sĩ quan, bộ phận CIC trong trung đoàn 28 thuộc sư đoàn Bạch Mã ở đèo Bánh Ít, Ninh Hòa. Trung đoàn 28 của ba đóng quân tại Hòn Dẻ ở thôn Phú Lạc dưới chân đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Phú Yên. Thời ấy, mẹ tôi thường đi ra đi vào trung đoàn để mua bán đồ hộp của những người lính chuồng ra bán. Ba tôi thấy mẹ giỏi và hiền lành nên theo về nhà xin phép ông bà ngoại để được cưới mẹ. Nhưng ông ngoại tôi lo xa cho phận gái của mẹ, ông gọi mẹ vào nói: con gái thương đâu thì cha gả, nhưng thằng Kim là lính Nam Triều Tiên, nó đến Việt Nam tham gia cuộc chiến là làm theo mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Nam Triều Tiên. Mãn lính thì nó trở về tổ quốc nó. Còn con gái của cha ở lại, với cái cảnh không chồng mà có con, lúc đó cha không thể không nhìn con gái của cha trong nước mắt. Nhưng cha nói là vậy, còn phần con thương ai thì hãy tìm hiểu cho kỹ lưỡng về gia cảnh rồi hãy quyết định. Mặc dù lời căn dặn của ông ngoại luôn in sâu trong đầu của mẹ, nhưng ba tôi thì cứ luôn theo đuổi và tìm mọi cách thuyết phục ông bà ngoại tôi. Nhiều lần ba đã đi bằng hai đầu gối từ ngoài sân đi vào trong nhà để xin ông ngoại chấp nhận cho ba được cưới mẹ. Qua cử chỉ và hành động của ba, ông ngoại đành phải cho phép ba mẹ được cưới nhau. Ngày cưới của mẹ, có ngài trung đoàn trưởng đại diện họ nhà trai đứng ra làm chủ hôn và một vài người lính cùng chung trung đoàn của ba đến dự. Lễ cưới đang tổ chức thì có một chiếc xe dép đến báo tin có việc cộng, nên họ khẩn cấp đưa ba tôi và ngài trung đoàn trưởng lên xe chạy về trung đoàn. Tuy rằng đám cưới tổ chức dở dang, nhưng ông ngoại vẫn chấp nhận cho ba mẹ được trở thành vợ chồng.
Ba mẹ sống với nhau, sinh được hai con gái và một con trai. Mẹ kể, lúc đó ba mẹ sống với nhau rất hạnh phúc. Nhưng mãn nhiệm kỳ làm việc, bố tôi trở về Hàn Quốc, từ đó mất liên lạc với nhau. Cùng trường học với tôi chỉ có 1/3 là con lai Hàn Quốc, số còn lại là học sinh người Việt. Những học sinh lai Việt Hàn đều có gương mặt rất dễ nhận ra, đa số đều có mắt một mí, nói giọng miền Trung, ánh mắt, cử chỉ có vẻ sợ sệt khi nói chuyện với người lạ. Họ trông có vẻ quê mùa, cục mịch hơn những người sống ở thành phố, được gia đình thả vào Sài Gòn đi học. Với hy vọng một ngày nào đó sẽ được bảo lãnh về Hàn Quốc đoàn tụ với gia đình. Nhưng với mức sống và nhu cầu khá cao ở một đô thị đầy bon chen như Sài Gòn lúc ấy, số tiền tài trợ ăn học cho mỗi người lại rất thấp, chỉ có 80.000 đồng. Trong khi mức chi phí gói ghém ở thời điểm đó là 200.000 đồng cho một người, kể cả phòng trọ thuê ở chung gồm 4 người một phòng. Dần dần, một số cô gái lai không chịu nổi, phải bỏ học, đi làm mướn kiếm cơm. Có cô phải làm kiếp đứng đường mới sống nổi qua ngày. Đêm ấy, tôi đạp chiếc xe đạp cà tàng để đi về phòng trọ. Đạp giữa dòng người ngổn ngang xe cộ, sau lòng tôi cảm thấy quá buồn. Tôi nhớ đến tuổi thơ cực khổ của tôi, cắt cỏ, chăn bò, thả heo nọc. Tôi nhớ đến gương mặt già nua khắc khổ của bà ngoại của mẹ tôi. Tôi nhớ đến từng gương mặt thân yêu của chị, của em tôi. Tôi rẽ vào con đường vắng, chậm chậm đạp dưới những bóng cây sao, cây dầu cao ngất ngưỡng. Bỗng từ trong một gốc cây xuất hiện một cô gái mặc bộ đồ học sinh bước ra lề đường vẫy gọi. Đi không anh hai? Đi đâu? Tôi dừng xe bên đường nhìn cô gái hỏi. Anh biết rồi mà còn hỏi, bữa nay đói bụng quá, em lấy giá rẻ cho anh. Cô gái nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Bao nhiêu một dù? Cô gái phân vân một lúc mới nói. Em chỉ lấy đúng giá 2 dĩa cơm, 20. Tôi quan sát cô gái, tướng ốm yếu, tóc dài, quần xanh áo trắng. Một gương mặt tôi nhớ hình như đã gặp ở đâu. Tôi hỏi, sao phải 2 dĩa, 1 dĩa cơm được không? Tội em mà anh hai, 1 dĩa cho em, 1 dĩa cho đứa em của em, cũng đang đói ở nhà. Thiệt không? Vậy thì lên đi. Khi cô gái đã ngồi phía sau yên xe, tôi vừa đạp chậm chậm vừa suy nghĩ mình đã gặp cô gái này ở đâu. Em học ở đâu, sao phải đi làm vậy? Im lặng một lúc, rồi có tiếng cô gái trả lời. Nói chi anh hai, nẫu đói mới làm vậy. Tôi bỗng la lên, à tôi nhớ rồi, cô là học sinh nội trú trường dạy nghề nhân đạo phải không? Con lai hả? Không có tiếng trả lời, tôi dừng lại không nói không rằng, móc túi cho cô gái mấy tờ bạc, rồi đạp xe bỏ đi. Phía sau lưng tôi có tiếng gọi ơi ơi, cảm ơn anh hai. Tôi đạp xe vào dòng người, cảm thấy mình như đang đi trong sa mạc. Phần 4. Thời chiến. Mặt trời đang lên, to và đỏ rực như máu. Phía bên kia đầm, xóm làng uể oải thức giấc. Từng đợt khói lam bay lên trên những mái nhà, tan loãng trong cơn gió nhẹ thổi vào từ biển. Trên đầm nước, nơi cách thành phố khoảng 2 giờ đi ghe máy, sóng dấp nhô như có con rồng lửa đang uốn lượn. Vài chiếc sóng nhỏ đang thả lưới, tiếng gõ từng chập vang theo tiếng sóng dội vào chân đê. Khi xa khi gần, hình như mùa này là mùa cá chốt, loại cá giống như cá trê nhưng nhỏ và trắng hơn, cũng có ngạnh hai bên, không khéo bị đâm vào tay thì nhức ơi là nhức. Cá chốt nấu canh chua hoặc kho tiêu thì vét sạch nồi cơm. Những lúc được nghỉ học, tôi thích theo thằng em đi câu cá chốt. Chị em tôi xách cần ra bãi mắm, leo lên nhành cây gần mé nước ngồi câu. Thằng em tôi đã 13 tuổi, tôi 16. Chúng tôi đùa giỡn, thách đố nhau, coi thử ai câu nhiều hơn. Thằng em tôi hỏi, lớn lên chị sẽ làm nghề gì? Tôi cũng không biết, hình như tôi cũng chưa nghĩ tới nên trả lời đại đứa em. Mày thấy chị làm ca sĩ được không? Hay là làm cô giáo?
Thằng em nhìn tôi cười cười. Thôi chị ơi, giọng chị khàn khàn như con vịt đực mà đòi làm ca sĩ. Mấy ông lính nghe chị hát, có nước bỏ súng ống chạy mất. Còn cô giáo hả? Chị tham ăn như quỷ mà đòi làm cô giáo. Tôi té nước vào nó, hai chị em tôi chơi trò tạt nước, thật vui. Tôi hỏi nó, còn mày, học xong rồi mày sẽ làm gì? Nó đọc một hơi, rớt tú tài, anh đi trung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con. Mai sau yên chuyện nước non, về nhà anh có Mỹ con, anh bồng. Tôi giơ ngón tay lên môi, thôi em đừng nhắc tới Mỹ mẻo ở đây, tới tai mấy ông cách mạng thì phiền. Bữa trước mấy ông xuống bên kia giết một người mà mấy ổng cho là ác ôn, làm tay sai cho Mỹ đó. Em tôi nói, mấy ổng nói vậy nhưng biết có không, chiến tranh mà, nẩu muốn giết ai thì giết. Tôi thở dài, ừ bây giờ là thời chiến mà. Những mũi đi câu ngoài mé đầm đã làm tình cảm giữa hai chị em gắn bó với nhau hơn, nhưng không ngờ. Buổi sáng, máy bay L-19 từ hướng thành phố bay về làng tôi quần trên bầu trời. Nhìn xa, nó giống như con chuồn chuồn voi đảo tới đảo lui. Cha tôi lo lắng chạy ra phía sau nhà, che tay dòm. Một lát, ông bước vội vào nhà, nói với mẹ tôi, mấy bữa nay nó cứ đảo tới đảo lui làng này, chắc sắp có chuyện gì rồi. Nghe nói tối hôm trước mấy ông từ trên núi xuống giết thêm một tay trưởng thôn, quăng xác xuống đầm. Bà coi gom góp tư trang tiền bạc để sẵn, có gì mình chạy cho lẹ. Mẹ tôi lại thản nhiên nói, ôi ông cứ lo xa, cái làng này nãm giờ đang sống bình yên có sao đâu. Còn nếu có bom đạn, nó tránh mình chứ mình biết đâu mà tránh. Nói xong, mẹ tôi sai tôi đi lấy nồi vo gạo, nhóm bếp bắt cơm. Mẹ tôi là người sống quen với đồng ruộng, làng quê, bà không nghĩ là cuộc sống sẽ thay đổi. Nếu bỏ đi đâu đó, nhà cửa, ruộng vườn, ai chăm sóc? Còn về thành phố, mẹ tôi thấy chướng tai gai mắt khi gặp cái cảnh những cô gái trẻ nhỏ nhắn đi bên những ông khách ngoại quốc, mập thù lu, to cao ngất ngưỡng. Bà sợ tôi bị sa chân vào những vũng bùn ở thành phố. Quần quần trên bầu trời u ám mấy chập, chiếc L-19 lại bay về hướng thành phố. Không khí yên lặng đến nỗi tôi nghe tiếng sóng vỗ từ mé đầm vọng về, tiếng hát eo éo trong chiếc radio vang ra từ ngôi nhà xóm trên. Anh là lính chung tình. Tiếng gõ lạc lõng của tiếng sẫm còn đang thả lưới. Mẹ tôi nói dọn cơm ra ăn, còn đi nhổ cỏ ngoài ruộng. Nhớ bới vào lon ghi gô mang theo để mẹ tôi ăn xế. Cha, mẹ, tôi và đứa em trai đang ngồi ăn cơm trên chiếc giường tre thay bàn ghế. Bỗng nghe những tiếng nổ chát chúa chung quanh. Tiếng nổ lớn đến nỗi làm đổ chén nước mắm, tô canh chua trên vạt giường. Phản ứng đầu tiên của cha tôi là bỏ cả đôi đũa và chén cơm la lên. Pháo kích, chạy vô hầm. Ông đứng lên, nắm tay, tính lôi mẹ tôi và thằng em đi. Nhưng ông không đứng vững nữa, máu từ trên đầu đang tuôn xuống nhuộm đỏ cả gương mặt vốn khắc khổ của cha tôi. Ông lấy hai tay quờ quạng ôm đầu một lát, bất ngờ ngã quỵ xuống đất. Ông rướn người dậy dậy mấy cái rồi nằm im, máu từ đầu cha tôi trào ra thành vũng dưới đất. Mẹ tôi từ chiếc giường tre nhào xuống, ôm lấy cha tôi vừa khóc vừa gào lên thảm thiết. Ông ơi, ông có sao không? Đừng bỏ mẹ con tôi. Nhưng hình như cha tôi đã chết. Đại bác từ đâu bắn về, dội xuống khắp nơi trong làng. Mẹ tôi vừa kêu gào bên cạnh thân hình bất động nằm trên vũng máu của cha tôi, vừa ra dấu chỉ tôi dẫn thằng em trai chạy vào hầm đào trong buồng. Bà la lớn, con dẫn em vào hầm núp đi, ở đây nguy hiểm lắm. Nhưng khi hai chị em vừa vào được trong cái hầm tối đen, thằng em tôi bỗng chạy vọt lên. Nó nói vọng lại, chị hai ngồi ở đó đi, em là con trai, em phải lên lo cho cha. Đó cũng là lần cuối tôi nghe được tiếng nói thân yêu của đứa em trai, vì sau đó nó bị trúng đạn pháo kích, chết khi chạy sang nhà hàng xóm kêu người giúp đỡ.
Ngồi dưới hầm, cả người tôi như bị tê liệt vì sợ hãi, đầu óc tôi gần như vô cảm. Tôi muốn leo lên xem thử gia đình tôi ra sao, nhưng tôi không cử động được. Tiếng ì ầm vẫn vang dội đâu đó, khi xa khi gần, rồi tất cả lại rơi vào không khí im lặng nặng nề. Có tiếng máy bay trực thăng dồn dập, tiếng súng nổ dồn lẫn tiếng quát tháo chửi thề của ai đó. Hình như làng tôi đã trở thành một bãi chiến trường. Ánh đèn pin quét xuống căn hầm, rồi có tiếng dọa nạt: gia đình còn ai lên đi, nếu không sẽ bị ném lựu đạn xuống hầm. Đột nhiên cảm giác muốn sống đã vực tôi dậy, tôi run rẩy bò lên. Khi tới miệng hầm, có ai đó đã nắm cánh tay tôi kéo mạnh lên. À, con gái, một người hỏi. Mấy ông lính đại hàng hỏi mày có phải là Việt Cộng không? Tôi ú ớ nhìn người đàn ông Việt Nam và mấy người lính đại hàng mặc đồ rằn ri trước mặt. Không, tôi là học sinh. Mày học trường nào? Tôi có thể học sinh. Học trường. Họ trao đổi xí xô xí xà gì đó một lát, người lính thông dịch lại hỏi tôi: mấy ổng nói sẽ tha cho mày, với điều kiện mày phải cho mấy ổng chơi. Dạ lại các ông, con còn nhỏ, hãy tha cho con. Không được, muốn hay không muốn, từ chối sẽ bị xơi kẹo lòng lập tức, còn gật đầu mấy ổng sẽ để cho mày sống, nói đi. Tôi sợ chết. Và họ, ba người lính đại hàng và người lính thông dịch, luân phiên nhau đè tôi trên chiếc giường tre, hiếp dâm tôi một cách man rợ như mãnh thú xé mồi. Người lính đại hàng mang súng ngắn là người đầu tiên, người thông dịch là người cuối cùng. Tôi vô cùng đau đớn, không chịu đựng nổi nên mê man bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cơ thể tôi nhức nhối, như có ai lấy đôi chân tôi giật mạnh ra, tâm trí đờ đẫn đến nỗi tôi không biết việc gì đã xảy ra. Nằm bất động một lát, tôi dần dần phục hồi trí nhớ nên lồm cồm ngồi dậy. Trên nền đất, nơi có hai cái xác của cha mẹ tôi nằm co quắp bên nhau, thức ăn vung vãi trên những vũng máu đã đông cứng lại như tiết canh. Tôi lay lay cha mẹ tôi, nhưng không có phản ứng gì. Tôi ngồi bần thần bên cạnh cha mẹ, cảm thấy không còn muốn sống nữa, nhưng không hiểu sao tôi không khóc được. Tất cả mọi việc xảy ra như một cơn ác mộng. Mới đó, gia đình tôi còn sum họp ăn cơm bên nhau, bây giờ cha mẹ tôi đã bị bom đạn giết. Tôi bỗng nhớ ra còn đứa em trai, muốn đứng dậy đi tìm nhưng không đứng lên được. Thấy cơ thể mình trần truồng, nhớp nhúa, tôi quờ quạng tìm quần áo mặc vào. Lần mò, tôi bò lồm cồm ra cửa, nắng chói chang bên ngoài hắt vào mặt tôi những luồng hơi nóng. Trên sân, cái xác của đứa em trai đang nằm trong tư thế ngã sấp, cong queo, từng đám ruồi nhặn nhởn nhơ bay lên đáp xuống. Không thể chịu đựng được nữa, tôi giang tay ngửa mặt lên trời la lớn: trời ơi, sao lại như vậy hả trời? Không có tiếng trả lời, chỉ có những đám mây trắng đang bay nhàn tản trong bầu trời xanh. Tôi lại ngất đi. Dậy, dậy đi cháu, quân cách mạng đã tới rồi. Có ai đó lấy chiếc đèn pin nhỏ xíu soi vào mặt tôi, kéo tôi ngồi dậy. Trong bóng tối lờ mờ, tôi nghe được giọng nói của một người quen trong xóm: vậy là trong nhà này chỉ mình cháu được may mắn còn sống, ba mẹ và em cháu đã bị tụi lính đánh thuê Nam Triều Tiên giết hết. Cả làng mình bị tụi nó đi càn giết hơn 100 người, đàn bà con gái bị hãm hiếp, nhà cửa bị bom đạn thiêu rụi. Cháu cứ để xác đó, sáng sớm phải theo những người dân còn sống, chống sổng xuống thành phố đấu tranh. Chúng ta đấu tranh vì lý tưởng giải phóng dân tộc, chúng ta phải đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, cho tụi lính đánh thuê không còn đất sống. Người ấy còn nói nhiều điều, nhưng tôi không nghe kịp. Họ dìu tôi về một khoảng sân rộng ở một xóm khác để họp meeting. Trên sân đã có lố nhố người ngồi, đa số là đàn bà, con gái, những người như tôi được may mắn còn sống sau trận càn của những người lính hiếu sát đại hàn mà họ gọi là lính đánh thuê Nam Triều Tiên.
Những người đàn bà ngồi quanh tôi đều ủ rũ xác xơ, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Có người nhìn lơ láo như người mất thần. Có người gục đầu xuống đầu gối khóc tấm tức, không thèm nghe người cán bộ đội mũ cối mặc quần sọc, áo kaki vàng, đang nói như một cái máy. Ông ta ngồi sau cái bàn gỗ có đặt ngọn đèn mang sông, như bị hư tim, cháy sáng nhấp nháy. Ông ta nói đủ thứ vấn đề về chủ nghĩa đế quốc, về đấu tranh nhân dân nhằm kích động lòng căm thù của mọi người. Nhưng có quá nhiều cụm từ lạ hoắc làm tôi không hiểu gì cả. Gần sáng, tôi bị mệt và buồn ngủ quá nên chui đại vào một bụi lùm rậm rạp để nằm ngủ, quên theo đoàn người chống sỏng về thành phố để biểu tình đấu tranh. Cũng may cho tôi, vì đoàn người chưa vào được thành phố thì đã bị máy bay trực thăng và bọn hải thuyền xả súng máy bắn giết. Những người cán bộ đi phía sau biến mất, chỉ có chúng tôi là những người vô tội, giống như những ngọn cỏ dại bị gió lùa trong giông bão, bên nào muốn làm gì chúng tôi thì làm. Những người quen biết còn sống chôn cất cha mẹ và em tôi xong, tôi lục lọi trong nhà còn được một mớ tiền nên tìm cách trốn về thành phố để tránh bom đạn và kiếm sống. Tôi đến ở nhờ một người cô họ đang làm bồi phòng trong sở Mỹ. Cô tôi tên là Na, người mập mạp, làn da trắng trẻo, có đôi môi xinh xắn hay cười. Gần 30 tuổi nhưng cô Na chưa lập gia đình. Cô nói bây giờ thanh niên bị bắt lính hết, cô sợ trở thành góa phụ của chiến sĩ trận vong, ăn đồng lương tự túc giống như ăn xương máu của người chết trận. Cô Na sống theo quan niệm thà mình làm đầy tớ cho kẻ giàu còn hơn để bọn khố rách áo ôm lợi dụng. Bởi vì trong cuộc đời này, nếu con không có tiền để sống, con người con sẽ không thua một con chó đói. Tôi hỏi cô Na, thế còn giá trị tinh thần mà ông bà cha mẹ đã dạy con cháu? Cô tôi nở một nụ cười thật tươi rồi chỉ vào cái bụng. Sống trong cuộc đời, có thực mới vực được đạo con à. Nói gì thì nói, tất cả chỉ là sự trao đổi qua lại lẫn nhau. Những nhà chính trị, những ông thầy tu là chỉ là những kẻ đem bán lời nói để hưởng lợi, những kẻ ngồi mát ăn bát vàng. Tôi còn trẻ, nhưng qua những nỗi khổ quá lớn đến dồn dập đối với tôi cảm thấy mình đã trưởng thành nên hiểu rõ những điều cô Na nói. Cô tôi cũng hiểu và cảm thông hoàn cảnh bi thương của tôi nên tìm lời an ủi, khuyên bảo những lúc thấy tôi buồn. Cô nói, cháu cứ ở đây, từ từ rồi cô sẽ tìm việc cho cháu làm. Việc gì đã xảy ra, mình nên chấp nhận. Chỉ có sống trong hiện tại là quan trọng nhất. Thời chiến, không ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao. Rồi cô lảm nhảm hát. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu. Nhờ tính tình vui vẻ của cô Na, tôi cảm thấy mình vơi bớt buồn rầu. Mỗi buổi chiều từ sở Mỹ đi làm về, cô Na thường lấy ra đủ thứ vật dụng, thức ăn giấu trong cơ thể cô. Có khi là một cái dĩa, có khi là một đùi gà sống, hoặc một lon đồ hộp, hay một thứ gì đó mà cô có thể nhét được. Làm sao để tụi MP gác cổng không phát hiện? Cô nói tính cô không thích ăn cắp, nhưng ăn cắp của đế quốc Mỹ không phải là ăn cắp. Nó tạo cho mình cảm giác hồi hộp hơn người. Cô còn khuyên nên ăn cắp của kẻ giàu, chứ đừng bóc lột người nghèo khó. Ban đêm chúng tôi thường nói chuyện với nhau trong căn phòng ấm cúng, đặt hai chiếc giường sắt, có những tấm màn vải mỏng kéo ngang. Cô Na thích kể lại những chuyện xảy ra hàng ngày trong sở làm. Cũng may là cô chỉ dọn phòng cho tụi Mỹ trắng, chứ không phải tụi Mỹ đen. Tụi Mỹ đen thường thủ dâm nên ra giường của nó rất dơ. Nghe nói chuyện bum bum của tụi nó mạnh lắm, đàn bà con gái Việt Nam mình nhỏ con, chịu không nổi. Eo ôi, bữa nay có một cô bồi phòng bị thằng trung sĩ Mỹ đen cưỡng hiếp đến chết. Xác vứt ra ngoài eo biển, người ta đi coi đông quá. Thằng hiếp dâm đang bị hành quân, khi về thế nào cũng bị tụi MP cầm đầu.
Chiều nay có thằng Mỹ Trắng đẹp trai lắm, nó nhờ cô dạy tiếng Việt rồi lịch sự cho cô tiền. Mỹ cũng có nhiều loại, đứa này đứa nọ, nhưng xa nhà lâu quá, đứa nào cũng thèm đàn bà. Nó đòi fuck you, nhưng cô không chịu. Ngày mai được nghỉ phép, có lẽ nó dẫn cô ra phố sắm vàng rồi về nhà mình chơi. Buổi chiều hôm sau, cô Na dẫn một thằng Mỹ Trắng về nhà. Nó mặc đồ civil, áo sơ mi màu xanh, quần jean đã bạc màu. Tóc thằng Mỹ cắt ngắn, màu vàng hoe, đôi mắt xanh biếc, làn da đỏ hồng, nhiều lông lá, đang nhễ nhại mồ hôi. Cô Na dáng mập mạp, chỉ đứng tới ngực thằng Mỹ khi bước vào nhà. Nó cười nhe hàm răng thật trắng, gật đầu chào tôi bằng tiếng Việt lơ lớ. Chào em, con gái Việt Nam đẹp lắm. Tôi cũng gật đầu chào lại nó, nhưng lịch sự rút lui khỏi nhà cô Na để hai người được tự do hơn. Những tháng ngày sau đó, khi cô Na đã tìm cho tôi một việc chạy bàn tại tiệm phở, tôi thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi. Đôi đầu núm vú từ màu hồng chuyển sang màu tai tái và nở nang hơn. Ngửi phải mùi thịt cá, tôi thường bị nôn ọe, đặc biệt là không thấy có kinh nguyệt khi đến kỳ. Làm ban ngày, buổi đêm về nhà cô Na ngủ, tôi lo lắng hỏi người cô họ về những triệu chứng bất thường của cơ thể. Cô Na cho tôi biết có thể cháu đã bị dính chấu của mấy thằng ôn dịch đại hàng. Vì giống của tụi nó mạnh lắm, những dân tộc có vấn đề tình dục mạnh thường hiếu sát. Tôi hỏi dính chấu là gì hả cô? Cô Na cười cười, cô cũng bị như cháu, nhưng một người bị cưỡng hiếp, một người tự nguyện. Cô nghĩ có con với tụi Mỹ sau này sẽ sung sướng hơn với tụi đại hàn, vì tụi nó chỉ là loại lính đánh thuê, lấy tiền của Mỹ, khi nào đi xin hai cô cháu mình sẽ cùng đi. Tôi hốt hoảng hỏi cô Na có cách nào phá đi cái bào thai không? Cô cho biết chỉ có bác sĩ chuyên khoa về sanh đẻ, còn không làm bậy, dễ bị chết cả hai mẹ con. Cô khuyên tôi số phận đã vậy mình nên chấp nhận, hai cô cháu sẽ giúp nhau khi đến ngày sinh. Nếu cháu tìm cách phá, sau này sẽ tuyệt đường sinh sản. Thằng Mỹ thường lui tới nhà cô Na nhiều hơn, nhưng khi cô báo tin đã có thai với nó, thì nó chuồn thẳng bằng cách xin chuyển sang đơn vị khác. Vậy là hai cô cháu tôi đã cùng số phận gái chữa hoang. Có người nhìn chúng tôi cười cười dè biểu, không chồng mà chữa mới ngoan, có chồng mà chữa thế gian sự thường. Khi nghe, chúng tôi thường im lặng, riêng tôi cảm thấy rất xấu hổ trong lòng, nghĩ không biết cha của đứa con mình là ai. Đêm tối, tôi ngồi lăn lộn trên chiếc giường trải tấm ra nhớp nhúa trong một nhà thương thí, chờ lên bàn sinh. Đã hai ngày đêm, những cơn đau bụng như vũ bão làm tôi quá mệt mỏi, nhưng đứa con vẫn chưa chịu ra đời. Trên trần, ngọn đèn tròn hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt thu hút từng đám phù du bao quanh. Những con thạch sùng bò ngổn ngang săn mồi trên những tấm ván lót cong queo lỗ chỗ những chấm đen dơ bẩn. Quanh tôi có vài người đã sinh xong đang nằm cho con bú. Có người chờ sinh cũng ôm bụng lăn lộn như tôi. Tiếng rên la lẫn tiếng con nít khóc đã biến căn phòng giống như cái chợ trộm. Cô Na sinh trước tôi vài ngày ở một viện bảo sanh tư. Cô có dư tiền để làm điều đó. Đứa bé con lai Mỹ có làn da đỏ hỏn, mang đôi mắt xanh biếc của người cha và màu tóc đen nhánh của người mẹ. Trông đứa bé có vẻ bụ bẩm. Cô Na âu yếm nhìn con với ánh mắt trìu mến nhưng có vẻ buồn buồn. Cô xin lỗi tôi vì đã không lo gì được cho tôi. Mỗi người có một số phận khác nhau, cháu đừng buồn. Khi nào cần cứ nhắn cho cô sẽ cho cháu một ít tiền. Vài ngày hôm sau cô Na sinh, tôi bị những cơn đau bụng hành hạ, phải gọi một chiếc xích lô chở tôi tới nhà thương thí, nơi những đứa con nhà nghèo được sinh ra trong điều kiện thiếu thốn thuốc men, cơ sở tồi tàn, thiếu người chăm sóc. Nhưng cần gì, tôi còn quá trẻ, đâu muốn có đứa con này. Tôi có ý định sẽ bỏ lại đứa con này khi nó ra đời, lẳng lặng trốn khỏi nơi đây.
Bây giờ thì đứa nhỏ đang hành hạ tôi như những người lính đại hàn đã hành hạ thân xác bé nhỏ của tôi trong một trận càn. Tôi nghe bà bác sĩ già nua nói với một người sản phụ khác. Trong những vụ hiếp dâm tập thể, người đầu tiên thường là cha của đứa bé. Như vậy, con tôi sẽ là một đứa con hoang lai hàng. Lớn lên không có cha, nó sẽ trở thành một kẻ bụi đời thất học, sống lang thang đầu đường xó chợ. Nghĩ đến lúc đứa bé mới sinh bị ai đó bỏ lại ban sáng, khóc thét lên, khát sữa đòi mẹ, gương mặt tím tái nằm trên sàn gạch mà chẳng ai ngó ngàng tới làm lòng tôi quặn đau. Không được, tôi phải sinh đứa bé ra và nuôi sống nó. Dù thế nào nó cũng là con tôi. Tôi sẽ làm mọi việc kiếm tiền để nuôi nó lớn lên, cho nó ăn học và dạy dỗ nó lên người. Nước ối đã vỡ, đứa bé được sinh ra đời với tiếng khóc nhỏ nhoi, yếu ớt. Một đứa con trai. Tôi ngất đi với ý nghĩ con tôi sẽ trưởng thành khi chiến tranh qua đi. Nhưng thế hệ của con tôi sẽ khác thế hệ của những người cha trong thời chiến. Phần 3, phần 4 của truyện ngắn Những Mảnh Đời Luân Lạc xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.